Ẩm thực của đồng bào dân tộc Tây cũng là một nét văn hóa độc đáo mà chúng ta không nên bỏ qua. Và ngay bây giờ chúng ta sẽ cùng tìm hiểu để xem ẩm thực của bà con dân tộc Tây ở nơi đây có gì khác biệt. Tôi tìm đến gia đình anh Linh. Gia đình anh là người dân tộc Tây lâu đời ở Na Hàng. Cho đến nay, gia đình anh vẫn giữ được những nét truyền thống trong cuộc sống sinh hoạt hàng ngày. Trong căn bếp nhà mình lúc nào cũng sẵn sàng các nguyên liệu để chế biến thức ăn như thế này hả Linh? Xin giới thiệu với Ngân, đây là những cái món đặc trưng của người dân tộc Tày ở trên này. Thì thường thường như theo cái nét văn hóa của người dân tộc Tày ở trên đây ấy, thì có cái cách mà lưu giữ và bảo quản thức ăn làm sao để nó được lâu hơn. Ví dụ như đây là món, đây là thịt trâu này. Thịt trâu thì thường thường như người dân tộc Tày của mình trên này thì sẽ có cái món trâu khô. Đây, thì trâu khô và món da trâu. Đây, da trâu thì sẽ được hong khô ở trên các bếp. Đấy. Còn về như giả dụ như là thịt lợn thì sẽ có món phần ba chỉ của con lợn thì sẽ được làm phần thịt lợn hun khói đây. Đấy. Còn có cả thịt lợn có thể cả làm cả món như món lạp sườn. Đấy. Như vậy là ngoài cái công dụng là để bảo quản thức ăn được lâu ra thì những cái khói bếp nó cũng sẽ tạo cho cái hương vị rất là ngon và truyền thống của người Tây đúng không? Đúng rồi. Bởi vì là cái hương vị của người Tây ấy, thì nó lại có một cái nét đặc trưng riêng khác với những cái dân tộc khác. Như người Tây sử dụng những cái gia vị rất là đơn giản và có sẵn ở trên rừng như hạt dổi này, mắc khén này. Thì tiêu này, quế này, riềng này để tạo ra được những cái món ăn mà có cái hương vị rất là đặc trưng. Vậy thì so với các dân tộc khác thì ẩm thực của người dân tộc Tây thì nó có cái gì khác biệt hẳn hơn? Mỗi một dân tộc thì có một cái nét về văn hóa ẩm thực riêng. Nhưng mà đối với người dân tộc Tây thì là đa số thì là những cái đồ ẩm thực thì thường thường sẽ treo ở trên các bếp. Sẽ sử dụng cái lửa và cái khói bếp để giữ được cho cái hương vị của cái những cái món thức ăn nó được lâu hơn và nó có một cái hương vị riêng. Và người Tây thì thường thường là cũng hay sử dụng cũng thì ăn cái vị sử dụng cái vị chua. Như mọi người hay sử dụng như như Ngân xem đây, đây là món thịt chua. Đây. Chua đã được Đây là món thịt lợn mà muối lợn, muối chua. Muối chua. Đấy. Thì là cái thịt lợn này thì là sẽ được sử dụng như riềng này, muối này. Thì, và ít hạt tiêu này, hạt dổi này. Và sẽ được ủ chua trong vòng tầm khoảng là một tuần. Đấy. Vậy thì là cái việc mình ăn thịt này cũng sẽ rất là lâu đúng không? Đúng rồi. Sử dụng cái thời gian rất là dài. Thì thường thường như cái thịt chua này có thể sử dụng có thể trong vòng 1-2 tháng. Vậy thì ai là người truyền dạy lại cho Linh những cái cách chế biến các món ăn theo truyền thống của đồng bào dân tộc Tây? Những cái món ăn này đã được lưu giữ từ đời ông bà của mình để lại. Mình ở đây mình là lớp trẻ thì mình được tiếp thu và được thừa hưởng những cái nét ẩm thực này. Bây giờ mình rất là muốn cố gắng mà làm sao mà giữ được những cái cách làm mà của các ông bà để lại và xây dựng những cái thương hiệu về cái đặc sản mà của ở trên Na Hàng đây như trâu khô gác bếp này, da trâu này, lạp sườn này, thịt chua này và thịt treo gác bếp. Như vậy thì qua cái thương hiệu của mình thì chắc chắn là du khách gần xa sẽ biết đến những cái món ăn của người Tây và sẽ được thưởng thức một cách đúng vị nhất đúng không? Đúng rồi. Thế thì ngày hôm nay Linh có thể cho Ngân được cùng Linh chế biến một cái bữa ăn truyền thống của người dân tộc Tây được không? Được. Hôm nay mình cũng sẽ giới thiệu cho Ngân cách làm và cái chế biến của những cái món ăn mà của người dân tộc Tây ở trên đây. Trong một cái mâm cơm mà của người dân tộc Tây trên này ấy, thì không thể thiếu được cái món xôi. Thường thường thì sẽ có xôi tím này, xôi đỏ này và xôi ngũ sắc này. Nhưng mà hôm nay mình năm màu đấy. Hôm nay thì mình sẽ giới thiệu với Ngân cái cách làm của cái món xôi tím. Đây, xin giới thiệu với Ngân đây là cái lá mà
lá cây của cái cây xôi xôi tím đây để làm ra À, món xôi tím. để Màu này là màu rất là tự nhiên nha Ngân nhé. thế ngoài cái công dụng mà để làm cho xôi có màu tím ra thì nó có giúp cho xôi được dẻo thơm hơn không? Có, nó cũng giúp cho cái món xôi là có một cái hương vị rất rất là riêng của cái lá này. Đấy. Thì đầu tiên để làm cái món được cái món xôi này thì mình sẽ đun cái lá này lên. Thì là cái lá này nó sẽ ra được cái màu màu tím. Và mình sẽ sử dụng cái màu tím này để ngâm với gạo nếp. Bây giờ Ngân có thể là giúp Linh là cho gạo vào đây nhé. Để đổ nước Ờ, ngâm nước đúng thì không? mình sẽ ngâm gạo này với lá cơm cơm tím đây. Đấy. Ngân có thấy không? Cái lá cơm tím mà mình đã đun tầm khoảng sôi tầm khoảng 20 phút và nó đã ra một cái màu rất là đẹp Tím như này. rồi đúng không? Màu tím rất đẹp như này. Sẽ giúp cái gạo nếp này nó sẽ được với cái màu tím của cái lá này. Trông đã Đấy. là màu tím thẫm rất là đẹp rồi. Ừ. Trong lúc chờ đợi cái món xôi tím này ấy, thì Linh sẽ cùng Ngân chế biến và những cái món đặc sản ở trên này Những món nhé. thịt gác bếp đúng không? Ừ. Và món những món như thịt các bếp này, lạp sườn này, da trâu này, đấy và trâu khô. Tất cả cái hương vị này đều là những cái hương vị truyền thống cả. Sử dụng những đồ như muối này, hạt dổi này. Đây là da trâu mà đã được treo ở trên gác bếp rồi đúng không? Đúng rồi. Luôn. Thịt như thế này, thịt trâu mà đã được hun khói ở trên này rồi thì có cần phải chế biến gì nữa không? Hay là cứ thế này có thể ăn được? Xin giới thiệu với Ngân, đây là cái món trâu khô gác bếp này. Thịt thịt trâu khi mà đã được hong khô ở trên gác bếp từ khoảng từ 2 ngày rưỡi đến 3 ngày thì món thịt trâu này là nó đã được chín rồi, được chín từ lửa và từ khói của bếp. Đấy. Khi ăn thì mọi người chỉ cần là cho lên bếp nướng lại cho nóng và xé ra thôi. Đâu Đấy. là nó cũng cơ bản như thế này là đã là chín rồi Ừ, đúng cơ không? bản như này là nó đã chín rồi. Mình sẽ nướng ở Món trên đặc biệt than của bếp mình này. Món da trâu này thì sẽ làm hong ở trên gác bếp cho nó khô và sẽ được đập và sẽ đốt. Như đây đây là một miếng da trâu mà mình đã làm thành phẩm rồi. trông rất là hấp dẫn, là nhìn như là một miếng bánh gì đó. Khi mà chúng ta nghe thấy da trâu thì thường là dùng để làm mặt trống này hoặc là để làm những cái dây đai, đó là những cái vật dụng để phục vụ cuộc sống hàng ngày. Tuy nhiên thì bà con dân tộc Tày ở Na Hang còn có cách chế biến để những miếng da trâu trở thành một món ăn rất là độc đáo, trông rất là đẹp mắt và ngon đúng không các bạn? Hôm nay mình sẽ hướng dẫn Ngân cái cách làm cái món da trâu như này. Đầu tiên là cái món da trâu này thì sẽ được hong khô ở trên gác bếp. Món da trâu này thì sẽ được xào với măng chua. À, chúng ta sẽ xào da trâu với măng chua. Lạp sườn gác bếp này khi mà đã hong khô ở trên gác bếp tầm 5 5 ngày thì mình bỏ xuống rửa qua. Và khi ăn thì mình sẽ rán lại. Xin giới thiệu với Ngân đây là món thịt chua của đồng bào dân tộc Tày trên này. Một tuần thì là sẽ sử dụng được cái món thịt chua này. À, vậy thì khi chế biến cái món này mình có cần thêm nguyên liệu gì không? Không bạn ạ. Khi mà dùng cái món này bởi vì là mình đã ướp tất cả các nguyên liệu ở đây rồi. Muối muối với các thứ rồi. Mình chỉ việc là xào lên thôi. Có thể là cho thêm một chút mì chính nữa là được, mì chính hạt tiêu nữa là được. Mùi thơm này là của giềng và rượu. Cuộc sống của cộng đồng dân tộc Tày thường gắn bó mật thiết với thiên nhiên. Do đó, nguồn lương thực, thực phẩm chính của họ là những sản phẩm thu được từ hoạt động sản xuất ở vùng có rừng, sông, suối, đồi núi bao quanh. Khẩu vị đặc biệt ưa thích của người Tày đó là vị chua. Người Tày xưa có câu,
Ngô Mỹ Hân vì ngô nộp. Tây Mỹ Hân thuộc Tây hai, nghĩa là người Ngô không thấy mỡ thì ngã, người Tây không thấy chua thì chết. Điểm lại các món ăn của người Tây chủ yếu là vị chua như chám, khế, sấu, măng chua, thấm nầm, tai chua, mẻ, dưa cải, thịt lợn làm mắm chua. Đặc biệt là cá chép nuôi ở ruộng lúa làm mắm chua, gọi là bia bẩm nà, là món ăn ngon nổi tiếng của người Tây. Như vậy, trong bữa ăn truyền thống của người Tây không bao giờ thiếu vị chua, đó chính là khẩu vị riêng có của người Tây. Ngoài ra, người Tây cũng rất ưa vị đắng như măng bầu đắng, mướp đắng, rau đắng cải, lá đắng nấu canh, hoa cây kè, quả núc nắc. Cũng là những món ăn có vị đắng ưa thích của người Tây. Ngân cùng với Linh đã vừa chế biến xong một mâm cơm với những món ăn truyền thống của đồng bào dân tộc Tày ở huyện Na Hàng, tỉnh Tuyên Quang. Và có lẽ mỗi một dân tộc sẽ có những cách chế biến, những cách kết hợp đồ ăn khác nhau. Tuy nhiên thì cái cách mà bà con ở nơi đây vẫn luôn lưu giữ những nét truyền thống ở trong cuộc sống hàng ngày, đó mới chính là điều mà chúng ta muốn trải nghiệm và khám phá, phải không các bạn? Cảm ơn Ngân hôm nay đã đến với gia đình. Bên với gia đình mình vẫn luôn lưu giữ những cái món thức ăn mà đậm đà văn hóa của người dân tộc Tày. Như những món như xôi tím này, trâu khô này, lạp sườn này, thịt chua này, rau dớn nộm này. Đây là những cái món mà rất là đặc trưng của người dân tộc Tày. Hôm nay mình sẽ mời Ngân cùng thưởng thức với mình những cái món ăn này. Đầu tiên Ngân hãy thưởng thức món lạp sườn đi. Rời phố thị hồn ào, bắt đầu cuộc hành trình tìm về với vùng đất giàu bản sắc Na Hàng để tìm hiểu giá trị văn hóa ẩm thực của đồng bào dân tộc Tày nơi đây. Được ăn, được ở với người dân nơi đây mới cảm nhận được hết những nét đặc trưng văn hóa độc đáo mà không phải nơi nào cũng có. Ẩm thực của người Tày không chỉ là một kho tàng về cách chế biến món ăn mà còn là các nét văn hóa liên quan đến quan niệm tự nhiên ẩn chứa trong các món ăn, những quan niệm về chuẩn mực đạo đức thông qua phép tắc quy định trong bữa ăn. Hiện nay, mâm cơm đón bạn luôn sẵn sàng bởi trong những bản làng người Tày luôn có đầy đủ dịch vụ lưu trú, trải nghiệm để du khách tha hồ thưởng thức những món ăn truyền thống bên cạnh những điệu then, cọi, hát giao duyên.